你好，你好，大家好。Cái này hình như có lẽ là có hệ thống nhiệm vụ Did you find what it was you were looking for? That's why you agree. We shall eliminate these yellow turban rebels that are targeting the village. Zhao Dun, Zhao Yuan, come with me. Now's our chance to attack the village. Let's go, you rebel! Attack the building. Ấn tiếng gì để leo lên cửa vậy? Yeah. Let me get in. Who might you be, eh? You got guts. You're gonna fight with the yellow turbans. Lock on. Chém nè. Sổ rồi. Cẳng đấy. Đứng lên nào. Có rơi đồ rồi các bạn ơi. Nó đông vậy. Ui, nó đông, đông vãi trưởng luôn ạ. Chúng ta chém Imaha vô đối luôn. Quạt cả đám một lúc. Ui, ghê. À, tướng của nó này. Các bạn thông cảm nhé, cái hình ảnh bây giờ thực ra nó hơi bị giật bởi vì là mình setting quá cao rồi. Các mình sẽ phải giảm setting xuống mà mình biết cách nào để ra ngoài setting cả. Bây giờ ALT muốn vào lại game để điều chỉnh. Mình đang bấm lại xa hết cả tấm nút lên. Ô, sao nó lên đấy chưa? À đây. Bay qua được. Có chiêu thức gì nó màu mè hơn à? Sao con này nó đầy máu rồi, what the fuck? À, nó có mấy tầng máu đúng không ạ? Ui dồi. Chơi cái này tổn thọ quá. Làm sao để về cái phần setting nhỉ? E để nhìn đối phương các bạn, target đối phương. Động nhầm người đấy ạ. Các bạn ấn E là cái target của đối phương mà nó sẽ chém thẳng về hướng của đối phương luôn. Phải quay chuột lên trên đúng vậy á. Không chiêu gì hay hơn à? À, ấn 1-2 là ra chiêu đấy các bạn. You really want to get in the way of the yellow turbans? In that case, you'll deal with my quick feet and my strong arms. Đi kép giao càng. Ui, game này khó chịu quá, mà hướng dẫn của nó thì cũng toàn là hướng dẫn về cái điện tử tay cầm thôi. Sự thật. Impressive cousin, you truly are the one that will conquer this land. Ấn V là nó tự động gọi ngựa, nó tự động leo lên ngựa, nó tự động chạy luôn. Vô lý. Hey there. Are you ready to brawl with me? Cứ ngựa đánh luôn. Nằm ăn vạ rồi, à đây. Mày hả bởi. Mày hả bởi. Quả đánh chính giữa này hài rồi. Thôi đi chơi. Hết chơi với nó nữa. Chém nó lâu quá. Hả? Lớn nhất nào.
Thật ship luôn, nó phóng nhanh lắm các bạn ơi. Kinh khủng luôn ạ. Nếu như bạn nào mà thích cái... nếu như bạn nào mà thích cái thể loại game về chiến quốc sử dụng các thứ này, các bạn có thể tham khảo qua một bộ truyện tranh khá nổi tiếng về cái thể loại này, đó là bộ truyện Kingdom. Nghĩ là các bạn, nếu các bạn là đọc truyện xong, đọc xong cái đó thì bạn sẽ thích cái game hơn rất là nhiều. Còn mình thì đang rất là khó chịu và mình thì không làm cách nào để mình ra được cái phần setting cả. Làm thế nào ta? Mình phải điều chỉnh hạ cái cấu hình resolution xuống bởi vì nó lag quá. Lâu. Yeah. Oh, ấn ship là sai skill các bạn ơi. À, mình đang trong nhiệm vụ là tập chơi mà sao mình lại X như cái gì đó. Follow attack. X stone special down. Follow up ở lâu RB cộng Y quick ở follow attack. Cái này thì các bạn cần phải làm gì nhỉ? Các bạn cần phải học thuộc cả cái bàn điện tử tay có bấm nữa. Sau đây các bạn có gì các bạn biết cách rồi, các bạn ra cái phần menu setting, các bạn đối chiếu xem những nút đó là tương ứng như thế nào trên cái bàn phím của các bạn nhá. Nhưng mình vẫn không ra được, sao quá. Ôi nhỉ. Bây giờ info. Làm sao để ra setting đấy? Alt 4 à? Rồi. Sự thế này hơi, có lẽ mình sẽ chỉ hoàn thành nổi cái phần đó là hướng dẫn các bạn cái game thôi, chứ còn cái phần chơi game như thế nào thì có lẽ là các bạn không làm được. Thì mình vào lại vậy. Chúng ta sẽ đối chiếu một những cái nút bấm một lần nữa nhé. Mấu chốt ở vấn đề này là các bạn phải học thuộc được cả những cái nút trên bàn phím để tay bấm và điện tử của PC. Đây, ok, à, trên kia thì mình sẽ phần vào bên graphic đã. Không. Lau hết cái sợi. Bình thường càng vừa tích. Cái ba nó có chôn. Thì bây giờ không chỉ đó là phải học các cái nút về bên phía cây hoa, mà các bạn phải học cả display icon, học thuộc những nút display icon nhé. Để có gì khi mà nó hướng dẫn bắt đầu chơi ấy, thì các bạn hãy xem hình cái nút đó và các bạn đối chiếu lại. Đối chiếu nó với cả những cái nút này để xem nó là nút gì. Khi đó chúng ta sẽ có thể combo được chưa nào. Thì các bạn có thể sử dụng phím green screen, sau đó thì chụp ảnh lại. Sau đó các bạn Alt Tab ra ngoài, các bạn mở bất cứ một cái gì đó liên quan đến UNP được không ạ. Các bạn cần chôn V thôi. Ơ, chưa chụp à? Printer screen. Ơ, cái đấy, không chụp à? Nút print screen của mình, vấn đề rồi. Nó chỉ kẹp gì đó. Cái công cụ khác của cái gì đó, đó là cái sneaking tool. Nhưng mà sneaking tool không biết có nó chạy được trong game không nhỉ. Rồi.
qua đời tí á. Đây này, tím này vẫn hoạt động bình thường rồi nhỉ. Nhưng mà sắp vào game nó không hoạt động được nữa, khó hiểu rồi. Nvidia control panel rồi. Xem nào. Ở đây có cái chức năng chụp hình nhỉ? Video mình đang quay. Mình chưa từng sử dụng cái chức năng đó là chụp hình của cái GeForce Experience nào. À đây, ALT F1 à. Okay. ALT F1. Chưa rồi. Đó mình sẽ vào pin. Được đâu, mình nghĩ. Nó lưu vào đâu nhỉ? Các bạn đợi tí nhá. Để mình thử test cái này đã. Cái này là cái mấu chốt vấn đề để giải quyết cái vụ mà không thuộc phím của chúng ta. À đây, đúng rồi. Nó sẽ... Nhưng mà với những bạn nào mà không có cái phần gì nhỉ? Cái... Các bạn mà không dùng cái card GTX 650 trở lên ấy, các bạn sẽ không có được cái phần cái chương trình GeForce Experience này để mà chụp hình. Thế nào? Nếu như bạn nào mà có GeForce Experience thì các bạn hãy ALT F1 để chụp hình nhá. Còn những bạn nào không có ấy, thì các bạn có thể tìm hiểu những phần mềm như là Action hay là Bodycam. Cái đó nó cũng có chức năng riêng để chụp hình màn hình chúng ta chơi game hay làm bất cứ điều gì. Thế nào? Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái GeForce Experience. Thì phím nóng của nó là ALT F1. Sau đó thì các bạn có thể mở cái file nơi mà các bạn lưu trữ cái hình ảnh của cái hình chụp của GeForce Experience này. Các bạn mở lên các bạn sẽ thấy được hình đó. Bây giờ mình sẽ vào lại game nhá. Sau đó mình vào phần K3 Control. Ở đây mình sẽ chiếu những cái mình cần chụp. Ở đây mình sẽ ấn Alt F1 nhá. Rồi, screenshot to save the gallery. Cái phần cài đặt này các bạn có thể điều chỉnh được nhá. Các bạn có thể điều chỉnh cái chỗ mà các bạn muốn lưu hình ảnh hoặc là video lại. Đây các bạn thấy, mình sẽ mở lên này. Đây. Thì bây giờ chúng ta mình sẽ chụp thêm nhé. Ở đây là đến summon rồi không nhỉ? Kéo xuống nữa, chuyển tới summon lên đầu tiên. Rồi mình sẽ ALT F1 một phát nữa. Và mình có hai hình ảnh rồi. Đây hai hình ảnh các bạn thấy không? Mình xem bên dưới còn nút gì nữa không? À đây còn BAXT này. Mình sẽ bắt đầu đến B, ALT F1 một lần nữa. Và mình có ba ảnh. Rồi sau đó đến chỗ LB, mình sẽ chụp một cái. Đây là những ảnh cuối cùng, mình sẽ ALT một lần nữa. ALT F1. Như vậy là mình sẽ có 4 hình ảnh được chưa nào? Đây là 4 hình ảnh của tất cả những cái phím. Các bạn có thể coi. Rồi, thấy không? Thấy không? Đó. Bấm lệnh rồi. Đúng không nào? Rất là tiện lợi. Đây là phần mềm Paint 3D của Win 10. Không, các bạn có thể mở nó bằng cái Windows Media Player cũng được, vấn đề gì cả. Các bạn ấn next qua thôi. Thì có nghĩa là mình làm như thế này để thế nào? Đó là khi chúng ta vào game ấy, bây giờ mình sẽ vào lại game nhá. Dùng game. Có nghĩa là khi mà vào game ấy, thì chúng ta đang trong quá trình đó là tập luyện mà. Cho nên là khi mà nó hiện ra bất cứ một cái hướng dẫn nào đó ấy, với các cái skill ấy, thì nó lại hiện cái skill của cái điện tử tay bấm. Lúc đó chúng ta chỉ cần nhìn cái nút đó, chúng ta ấn cái nút gì đúng không? Các bạn nhìn vào cái nút đó, sau đó các bạn ALT tab ra ngoài, các bạn đối chiếu với cả những cái nút trên bàn phím, các bạn có thể ấn được một cách dễ dàng đúng không nào? Thì cái này nó cũng cần phải có quá trình, đó là quá trình các bạn luyện tập dần dần cho nó quen. Thì khi mà thời gian sau các bạn chơi game nó sẽ mượt mà hơn, chúng ta sẽ không phải làm như thế này nữa, đúng không nào? Skip nữa nào. We shall eliminate these yellow turban rebels that are targeting the village. Zhaodun, Zhaoyuan, come with me. Nha, ấn D phát nữa là tự động chạy nhá. Ấn D là gọi ngựa. Sau đó ấn D phát nữa là nó leo lên. Sau đó ấn D phát nữa là nó sẽ tự động chạy đến chỗ cần đến. Vô lý, ôi ngã sắp lìn luôn. Vô lý vãi trưởng, đứng lên nào. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ đơn giản chỉ là chém thôi. Loop on. Rồi, ví dụ như các bạn nó hiện cái loop này là loop on đúng không? Thì các bạn ALT tab ra ngoài, các bạn mở cái bảng này lên.
Đây, lúc on là phím E đúng không? Đây các bạn thấy đúng không? Đối chiếu ơi, đúng là phím này à? E. Bây giờ chúng ta vào, chúng ta ấn E phát. Chúng ta hoàn thành. Dễ đúng không? Thằng này phang hướng một trận mày nào bấy Ui. Rồi, xong rồi. Cái X là close đúng không? Các bạn là tề tao ra ngoài, tìm X. X là gì các bạn thấy không? Close, bấm attack này. X tương đương với gì? Left click. You really want to get in the way of the yellow turbans? In that case, you'll have to deal with my quick feet and my strong arms. Đây, chúng ta gặp lại thanh niên này. Gì phân nữa? Bây giờ là ấn RB và Y đúng không ạ? Chúng ta sẽ ra ngoài và đối chiếu RB sẽ là Shift và Y sẽ là cái K đúng không ạ? RB và K. You truly are the one that will conquer Shift, this K. À, sai skill. Chạy vào gần người nó. Nó sai skill lên người nó. Đấy. Đúng không ạ? Rất là dễ đúng không ạ? Chúng ta thì bây giờ đấy là RB và X đúng không? Chúng ta sẽ adapt ra ngoài đó nữa. Và ê, X tương đối với Z đúng không ạ? Chúng ta sẽ ấn Shift và Z. Thực ra thì X và Z tương ứng với cả chuột trái và chuột phải đúng không nào? Nên là các bạn có thể sử dụng chuột cũng được, không nhất thiết phải ấn vào Z và K. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn cái game này khó nhỉ, vì nó là game giả lập từ cái hệ thống điện tử tay cầm, cho nên là cái gì cứ dùng chuột cho nó quen được không vấn đề. Các bạn nào thích không dùng chuột được, bởi vì các bạn có thể thấy trong cái phần setting lúc nãy chúng ta đâu rồi xem nào, nó có cả những cái nút điều hướng nhìn lên nhìn xuống nữa bằng phím chuột. Bằng phím ấy, phím chuột. Em không chuột rồi, nó ở bên trên cùng nữa. Đúng rồi. Thôi chúng ta cứ dùng chuột cho nó quen đúng không nào. Bây giờ là RB và A. A là phím gì đó? A là A, rồi là Spike. Vậy chúng ta sẽ ấn để gần vào nó, ấn Shift, rồi ấn Spike. Đó, được rồi. Thì có lẽ mình chỉ hướng dẫn đến đây thôi. Chứ còn game thế nào thực sự là mình sẽ để các bạn tự trải nghiệm. Mình chỉ hướng dẫn những cái bước cơ bản để các bạn có thể chơi game được một cách thoải mái đúng không nào. Thì đây là một vài cái thủ thuật nhỏ để chúng ta đối phó việc đó là phải chơi theo cái kiểu giả lập này đúng không nào. Thì dần dần là các bạn sẽ quen thôi. Lúc đó các bạn quen nút rồi thì các bạn sẽ không cần phải mở cái bảng ra để mà đối chiếu đó, đúng không nào. Thì có lẽ đến đây thôi. Mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và crack tựa game Dynatis Warriors 9 rồi. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để có thể cập nhật cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Chào tạm biệt các bạn.